lời nghe con đó cho người muốn lắng nghe. Lời Ngài ở đó cho người mong tìm đến, ghi khắc trong những tâm tư, in sâu trong tận đáy lòng dòng máu trong tim. Lời Ngài dạy sớm cho người gọi Chúa là Cha. Lời Ngài dạy yêu muôn người là những anh em tràn chứa khi sâu ân tình. Cuộc đời là những niềm vui và những nước. Tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai, cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn. Lời Ngài nguồn sống như mạch suối nước trong. Lời Ngài bình an trăng tỏa sáng, như bóng che giữa ban trưa, như mưa cho ruộng đất cần màu mỡ tươi xanh. Lời Ngài nồng ấm như lời dạy dỗ của Cha. Lời Ngài dịu êm như lời mẹ đời là những niềm vui và những nức cười. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai, cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, lời Ngài đó vẫn không hao mòn. Ngày sưởi ấm cho mùa giá rét căm, lời Ngài dịu êm như mùa xuân vừa đến, tươi mát như gió thu sang, mây che cho ngày tháng hè, trời đất thanh thản. Lời Ngài đẹp mãi trăng rồng tỏa sáng trần gian, lời Ngài màu xanh mây trời gọi nắng ban mai, sức sống vươn lên địa cầu. Cuộc đời là những niềm vui và những nức cười. Lời Ngài trải qua muôn qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt phai, cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng chẳng còn, thì lời Ngài đó vẫn không hao mòn. Lời Ngài trải qua muôn kiếp, lời Ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhạt.
phải. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng trong còn, thì lời ngài đó vẫn không hao mòn. Lời ngài trải qua muôn kiếp, lời ngài qua bao thế hệ, tồn tại vĩnh viễn sẽ không nhà phai. Cho dù trời đất qua đi, cho dù mưa nắng trong lời ngài đó vẫn không hao mòn. Chúa nhân lành, ngọn giáo kia đâm thung cánh sườn ngài, máu tuôn tràn tình Chúa đầy mến thương. Một tình yêu cho đến cùng. Này con yêu, hãy dâng trọn vẹn trái tim cho thầy. Này con yêu, để mặn dõi theo đường thầy dẫn dắt. Này con yêu, hãy đến lãnh nhận nguồn ơn vinh phú. Thầy tăng ban những ai thành tâm và sống khiêm. Trao hiến thân mình để chứng minh ơn cứu độ trao dâng. Chúng con nguyện chạy đến cùng thánh tâm. Lòng cây trống yêu mến ngài. Này con yêu, hãy dâng trọn vẹn trái tim cho thầy. Này con yêu, để mặn dõi theo đường thầy dẫn dắt. Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, phần 27. Những bước gay go. Khi đã xin phép cha vào dòng, con tưởng như đã có thể tung mình bay một lèo tới đỉnh núi Camelo, không còn phải e sợ gì. Nhưng ngao ngán thay, đang ngàn dặm mới qua được vài bước. Cậu sau khi nghe con tỏ bày ý kiến xin vào dòng, bực tức quá đã trả lời dứt khoát rằng: 15 tuổi đầu vào dòng ngặt phép ấy không phải là khôn ngoan gì. Cái đó chỉ là mang tiếng sự đạo, vì cho trẻ con vào tu một dòng là quá khắc khổ. Cậu lại nói thêm, sẽ triệt để phản đối việc tu này, và nếu không có phép lạ can thiệp, cậu cũng không hề đổi ý. Thấy cậu cả quyết định như vậy, con nghĩ bụng, nói thêm, lẽ gì bây giờ cũng bằng thừa, cũng vô ích. Con liền rút lui, lòng rầu rĩ cay quá, nghẹn ngào, không biết nghĩ làm sao, chỉ còn biết an ủi mình bằng lời cầu nguyện. Con đã nài xin Chúa Giê-xu lấy phép lạ can thiệp vào việc tu của con, vì chỉ có phép lạ con mới có thể vâng theo tiếng Chúa gọi. Qua đi một thời gian lâu lâu, tưởng là cậu chẳng còn nhớ gì đến chuyện cũ, nhưng sau khi con mới hỏi rõ, cậu vẫn để ý đến việc con xin vào nhà dòng. Trước khi để ánh sáng hy vọng rọi chiếu vào linh hồn con, Chúa đã gửi cho con một đau đớn dằn vặt con đủ 3 ngày.
Trong cơ hội này, con mới hiểu thấm thía hơn bao giờ hết nỗi lòng đau của Đức Mẹ và Thánh Giuse khi đi tìm Chúa Giêsu ở các thành phố Jerusalem. Con coi mình như bị lạc vào trong một rừng thẳm sâu ghê sợ, hay đúng hơn, linh hồn con như chiếc ghe mong manh đi ngoài khơi, bị cơn giông dữ dội vặn gãy tay lái, phải để giật giờ trôi theo sóng. Con cũng biết có Chúa ở thuyền con đang nằm ngủ, nhưng giữa đêm tăm tối mịt mù ấy, trông Chúa sao được? Giả như giông tố để mưa xuống, hẳn là sẽ có chớp, chớp sẽ lòe ánh sáng trong mây đen nghịt. Và đành rằng ánh sáng của chớp tuy buồn bã thật, nhưng ít là nhờ nó trong nháy mắt để nhìn thấy đấng ân ái của lòng trìu mến. Nhưng không, chỉ thấy có đêm mịt mù u thảm, chỉ thấy có trời lạnh lẽo vắng tanh, tẻ lạnh như sự chết. Con đã cảm thấy mình bơ vơ, trơ trọi như xưa Chúa Giêsu bơ vơ trơ trọi trong vườn cây dầu. Chẳng còn tìm đâu ra an ủi, trông lên cũng hết, ngó xuống cũng cùng. Con thấy héo hắt quá, trời đất cũng chạnh lòng buồn. Rót ba ngày mặt trời không mọc, trái đất không được một tia nóng nào, chỉ có mưa, mưa sụt sụi, sụt trời xuống trọn ba ngày. Con nghiệm thấy rằng trong mọi hoàn cảnh đời con, trời đất như màn ảnh phô diễn tâm hồn. Khi con khóc, trời tầm tã mưa, khi con vui, trời quang quẻ nắng. Vòm không trung xanh biếc, không có dải mây nào lơ lửng trôi. Sang ngày thứ 4, tức là ngày thứ 7 trong tuần, con lại đến thăm cậu. Lần này cậu đổi hẳn thái độ, làm con ngạc nhiên quá. Con chưa kịp thưa trình gì, cậu đã bảo con vào phòng làm việc của cậu. Cậu mở đầu khiển trách con qua loa mấy lời êm nhẹ về cách con ăn ở chẳng được thả lòng cậu, rồi bảo luôn rằng phép lạ này hôm nọ chẳng cần nữa. Cậu đã cầu xin biết thánh ý Chúa bằng cách vui lòng cho con vào nhà dòng. Nay cậu đã thấy vui lòng rồi. Khi ấy con chẳng còn nhận ra cậu nữa. Cậu ôm lấy con, yêu dấu như một người cha, và giọng rất là cảm động rằng: "Hỡi cháu yêu dấu, cậu chúc cháu đi dòng bằng an. Cháu là bông hoa nhỏ yêu quý riêng của Chúa, nay Chúa muốn hái, cậu cũng chẳng ngăn được." Con mừng rỡ quá, hớn hở trở về trại. Trông lên thấy ngọn trời trong vắt, sáng sủa, đẹp đẽ. Trong linh hồn, đêm tối cũng chấm hết. Chúa Giêsu đã thức dậy, trả lại vui mừng cho con. Con chẳng còn nghe thấy tiếng biển gầm, tiếng gió rít. Thay vì gió ren nen lạnh lẽo, một cơn gió mát nhẹ nhẹ phe phẩy đưa chiếc thuyền con trôi về bến. Con tưởng mình đã tới được bến. Trời ơi, còn hơn một giông tố nữa sẽ nổi lên. Đã có lúc con sợ cuống quýt vì thuyền trôi xa quá, e không vào tới bến, mỏi lòng mong chờ. Thưa mẹ, dàn xếp với cậu xong, con lại được tiếp tục viết thư cho mẹ, để mẹ hay rằng cha bề trên dòng không cho phép con vào trước 21 tuổi. Chẳng ai nghĩ đến lời kháng nghị quá nghiêm khắc, quá găng này bao giờ. Mặc dầu không ngã lòng, con và cha đã đến trình bày sự thể cùng người. Người đã tiếp hai cha con rất lãnh đạm, nói làm sao cũng không nghe, cứ nhất thiết trả lời không được. Lạnh lẽo chúng con từ biệt ra về, người nói với một câu: "Tuy thị thế, tôi chẳng qua là chỉ thay mặt đức giám. Ngoài ra, nếu ngài cho phép thì còn phải nói gì nữa." Hai cha con vừa bước ra khỏi nhà chung, trời liền mưa rào. Trong linh hồn con cũng kéo mây đen ngòm. Cha không còn biết an ủi làm sao, hỏi con có muốn đi Bê-xê-út hầu đức cha, người sẽ dẫn đi. Con cảm ơn cha, vâng ngay. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc Kinh Mân Côi năm sự sáng, và trong giờ kinh tối hôm nay xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Chúng ta cũng xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân, xin ơn cho các tội nhân, cho các gia đình đang gặp khó khăn, quý vị ân nhân của chúng ta còn sống hoặc đã qua đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu, ngôi ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ơn. Xin đưa bước con về tìm chân lý hướng đông chiếu soi, tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong bàn tay hiền từ Chúa dìu đưa. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phan nghênh lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ta hãy xin Cha được sống xứng đáng làm con Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Dòng gió đàn nước nhẹ nhàng bỗng vui sao ngỡ ngàng, là Giêsu đến trầm mình thế gian nên coi đàng. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân nói. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Tiếng ca na phép nhiệm là đứng cao siêu hoa diệu, Mẹ Mary tiếng thần thì với gia nhân ân cần. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ ba, Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được vững tin vào lòng Chúa thương xót, và siêng năng lãnh nhận bí tích giao hòa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Rồi ra đi khắp mọi miền sáng tin vui nương trời, dùng ăn năn dấu lòng chưa Chúa thương soi dẫn đường. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ bốn, Đức Chúa Giêsu viên hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời gọi cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Hồn ta bỏ ngưng trời là Chúa cao sang sang người, niềm vui sao ước mong nào bình tan trong thánh thần. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ năm, Đức Chúa Giêsu làm bí tinh thánh thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự thánh lễ và rước mình máu thánh người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Là yêu thương thánh thể thành thương ăn nuôi dưỡng hồn, lòng say mê hết nặng nề hát vang câu tam tùng. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cày. Thân lạy mẹ, chúng con còn trao Eva ở chốn khanh đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở đây không lòng than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đây, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúng là. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trụ. Này con là đá, Satan xứng hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện ru. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ám tâm quân thù, đừng giao người cho ám tâm quân thù. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua giờ suy niệm Kinh Mân Côi năm sự sáng tối hôm nay, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng con, chữa lành các bệnh nhân, giải gỡ những khó khăn cho những gia đình.
cầu nguyện cho tất cả quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kinh nghiệm tin vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ, và dù tin ngàn xưa lưu ký, phải kinh nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giang quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phu quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương, để tiếng Chúa thánh linh nhân hậu khung tán dương cảm tạ suốt đời. Amen. Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại, bánh có đủ mọi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Cho chúng con. Amen.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.